Các ứng viên tranh cử Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa lên án việc truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về bê bối tài liệu mật. Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt với các cáo buộc liên bang. Trường hợp của ông Trump càng đặc biệt hơn khi ông đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa để cạnh tranh cùng Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau. Theo hãng tin Reuters, Thống đốc bang Florida và Thượng nghị sĩ Tim Scott ngay sau đó đã lên tiếng cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ có thiên kiến chính trị, vũ khí hóa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8 tháng 6, Tổng thống Biden cho biết công chúng có thể tin tưởng rằng Bộ Tư pháp làm việc công bằng và độc lập, bao gồm cả cuộc điều tra đối với ông Trump. Trong khi đó, cựu thống đốc bang Arkansas, một ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa, lại là một trong những đối thủ hiếm hoi chỉ trích thẳng thừng ông Trump vi phạm hiến pháp và thể hiện sự thiếu tôn trọng pháp quyền, đồng thời kêu gọi ông Trump kết thúc chiến dịch tranh cử của mình.